ơi. Hello anh em nha, tiếp tục xả anh em ơi. Rồi Phước Cập có bữa giờ có mấy anh gọi hỏi bữa nay có được cây 3 tấc nha. Ba trái bầu cô vô mình cho băng đang khá đẹp nha, vệ sinh lại là ok. Quá trời đồ thấy không? Mấy anh trong này ông bư quá, bao này không có lụm được gì. Anh em cầm xa tới lựa nha. Ôi trời ơi. Có muốn giảm bớt cái bụng không? Giảm bớt cái bụng không, dòng eo mà nở ra là dòng đời nó nhỏ lại. Mệt quá trời luôn ơi. Không muốn giảm bớt cái bụng không? Giúp cho. Hả? Sao cho giảm? Không nhớ bắt giới không? Thưa tại là đắp cái bụng vô cái là xẹp bụng xuống, tôi làm phép. À, chắc cỡ 150 à. Hả? 150 không? Ý là dòng heo quá, dòng 150 không? Ê, cái đó để riêng ngoài đi, để lựa. Rồi, máy ba chiến đấu nha, cả nhà. Phát sinh nhật nha. Hồi này đời phát sinh nhật tới giờ nha. Ồ, phía trước là một chiếc đồng hồ. Trông rất là ngộ nghĩnh. Mini đồng hồ trong chiếc máy bay. Để cái đùm dây xích ra ngoài chưa để?
lụm cái dao ngay chân rồi. Đất giờ. Nè 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 lú cá nè. Giao nhật quá trời giao nhật luôn. Giao nhật quá trời giao nhật luôn. Lửa vô. Rồi nhá, chứ dòm đây không cũng lo dòm trước, khách lựa cái gì báo giá người ta nghe. Dao rồi tân, cán đen rồi tân. Đem vô trong nhà. Đồ mua hả? Về nhà mới biết hả? Chứ tại chỗ không biết hả? Tại chỗ người ta coi chứ. Dao mà mấy ảnh quăng cho mình, mà ảnh quăng gieo là như mình là thành công đệ nhất chụp được dao. Sáng nay có anh khách nhờ kiếm cho bộ đầu khẩu, khi nào rảnh tranh thủ kiếm cho ảnh chứ giờ đồ lộn xộn quá. Mấy hôm nay xả mấy bao hàng mà không có cái ba lăng nào hết trơn. Có cái lắc tay nè. Có lắc tay 3/4. 3/4 to là 750 kg à. 750 kg, lắc tay 750 kg ha. Có được cái lắc tay, không có ba lăng cái anh em ơi. Rồi bao xuống. Đi ra ngoài tính cho, tôi đang làm công việc mà. Bán rẻ lắm, cục trăm. Rồi sẵn đây quay hàng công cụ xả sáng hôm qua luôn nha. Hôm qua quý không có thời gian quay. Hôm nay quay lại cho anh em coi ha. Cắt tắt, cắt sắt Hitachi 305 nè ha. Bàn còn đẹp nè. Ồ, nhông còn tuyệt vời luôn. Độ gơ quá ít. Tiếp tục một con 355. Cũng ok luôn. Bàn đẹp, nước sơn còn đẹp luôn. Bàn còn đẹp, nước sơn còn đẹp luôn anh em. Máy phay gỗ quá trời luôn rồi. Nay đụng ổ máy phay gỗ rồi. Phay này phay hai lưỡi ha. Đấy, hai lưỡi song song nè anh em thấy không? Hai lưỡi song song nè. Thôi hai rảnh. Cắt gỗ. Cắt gỗ cầm tay. Con này chạy lưỡi cắt 2 tấc 6. 260 điện thế 100V Makita. Màu vàng, lưỡi hợp kim đẹp luôn. Lưỡi hợp kim đẹp luôn. Đục
7 ly HM0810, 17 ly HM0810. Pin sạc dự phòng. Quạt ống để hút. Quạt ống để hút mà nhà xưởng anh em, vừa hút bụi luôn nha, làm mát hút bụi luôn. Con này miệng 2 tấc. 22 phân, điện thế 100V. Con này điện thế 100V. Công tắc. Ok. Cắt gạch luôn. Cắt gạch hạng nặng luôn anh em. Con này nặng lắm ạ. Nhưng mà xài con này thôi bền biết bao giờ. Lưỡi 35. Đường kính lưỡi là 35. 350. À, cầm hai tay mà cầm con này chắc cũng phải lực lắm. Bà motor bấm mượn to gớm. Có một con, có hai con giống nhau. Chưa kịp lựa ra anh em ơi. Rồi có con cắt gỗ trượt C10 nha, Hitachi C10 FS nha. Con này sản xuất 1993. C10 FS lưỡi 2 tấc 55. Còn nguyên dạng nha, còn nguyên. Này bữa quý có quay rồi. Cái lưỡi nó hơi xấu. Nhưng mà lưỡi hợp kim thì nó vẫn cắt, vẫn bén thôi. Rồi, con tời. Con tời. Tời này 180kg anh em ơi. Tời này rồi cắt nhanh nha. Tình trạng là còn liên lạc luôn. Liên lạc luôn. 110kg à. Tải 110kg. 25m trên phút. Tốc độ 25m một phút ha. 600W. Hiệu gì nó đi tiếng Nhật không giòn cũng bó tay anh em. Còn đẹp. Liên lạc. Liên lạc và đẹp. Rồi. Kiếm coi dây điều khiển nằm đâu, hiện tại thiếu dây điều khiển. Cưa 5012 luôn. Cưa 5012 hôm bữa có anh khách anh dặn lâu lắm rồi bữa nay mới có nè, mà con này làm xét quá. Làm sền xét quá. Cưa 5012. Con này cắt gỗ mà lưỡi to dữ. Gãy tay tiêu rồi. Nè đúng rồi, đúng ổ phay rồi. Wow, con này to nha anh em. Con này lưỡi 4 tấc nha. Con cắt sắt Hitachi nè. Cắt sắt Hitachi lưỡi 4 tấc nè. Cắt đá 4 tấc nè.
4 tấc. Còn đầy đủ tô. Ghi OB. Cắt gỗ xài pin 18V. Ghi OB. Còn ngon á. Con ơi. Nhắm băng. Wow. Quá trời hàng. Anh em nào ở gần tới bãi quý là lựa nha. Tay sờ mắt thấy. Motor motor từ ha. Motor từ 1 pha, điện 100V. Này là mắt in China xuất Nhật. Công suất 300W. Con này thì hoạt động ok. Hom thon. Bể chỗ này à. Bể cái bàn này nè. Bàn này bằng nhôm dễ vỡ quá. Bể bàn này. Còn được cái này. Cắt nhôm trượt tay ngắn. Cắt nhôm trượt tay ngắn. Quay trở lại cái anh em đồ nghề coi. Mấy ông chụm chụm lên mấy ông chia của. Rồi giờ tới tính tiền cho anh em. Anh em mua hộ nhiệt tình. Đông khách quá cho nên mình từ từ mình tính từng người thôi. Có mình bà chủ bà ngồi bà tính à. Quý chủ yếu chạy vòng ngoài chơi thôi, dòm dòm thôi. Mấy cái chi ly này đàn ông tính tiền không có được hết anh em ơi. Anh em lái mua đi bán lại mà còn mua được. Mà nhiều anh em mua về xài cứ chửi em bán mắc hoài. Ta mua đi người ta bán kiếm lời mà ta còn mua được á, anh cứ chửi em bán mắc hoài. Hẳn quay con luôn, hôm qua hàng xuống luôn. Liền lạc đẹp luôn. GOB Made in China. Nhà máy GOB Nhật Bản đặt ở Trung Quốc ha. Cái máy này còn liền lạc luôn ha. Có bóng đèn, còn đầy đủ bóng đèn sau đêm luôn. Đèn soi bóng đêm luôn. Quá xá là liền lạc luôn. Còn cái cử này để kẹp cái miếng mica bảo vệ. Che lại bảo vệ. Bảo vệ mình ha. Anh em có cần thì liên hệ nha. Con này chạy điện 100V nha. Chạy điện 100V nha anh em.
tính hồi lấy ra cái thang tính nhiều. Bớt đó hôm qua nó báo anh đó, đúng ra nó báo đến nhiều 1,8 triệu mà. Nó bán có 1,5 triệu thôi, lấy mấy cây lấy chứ còn có nhiêu cây đâu. Đúng ra nó bán tới 1,8 triệu, hôm qua báo cũng có 1,5 triệu đó. Cái này 5 sĩ. Súng 2 nòng. À, dạ. 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 Thước nè. Bông hoa giữa rừng. Tơi cáp. Tơi cáp hả? Đang mút kính. Tơi tải 110 kg. Rồi, ok rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Riêng đồ nghề thì anh em cái nào quý gửi được ship được thì ship, còn cái nào mà quý ship không được thì anh em vui lòng tới bãi lựa, tại vì đồ nghề nó linh tinh lắm, quý thì không có nhiều thời gian để lựa cho anh em, nhưng mà nếu anh em có yêu cầu thì quý cứ ghi nhận đó, khi nào quý có thời gian quý sẽ tranh thủ quý lựa cho anh em. Rồi bây giờ thì quý xin kết thúc video tại đây, cảm ơn anh em đã xem nha. Rồi xin chào anh em, đây là giúp youtuber Trần Ngọc Quý. Hello anh em ha. Về được mấy cái bếp nướng, nó dính chung đồ vô. Rồi được mấy cái thôi, con này xài điện 100W ha, đường kính mặt là 3,5 tấc anh em. À, đường kính mặt là 3,5 tấc. Đây thông số của nó đây, điện thế 100W 1050W ha. Bếp này để mình nướng nướng đùi dê, sườn dê, vú dê, cái gì của dê là nướng thịt bất cứ con nào cũng ngon hết trơn. Ướp sẵn bỏ lên mặt này nướng anh em, xào được cũng được luôn nha. Chiên trứng hay gì đó, xào gì đó là dùng hai cái tay xới 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 vậy nè. Rồi 700 ngàn một con bao ship nha anh em, điện 100W nha, đầy đủ, máy hoạt động ok, test trước khi giao, đuôi là đầy đủ, đuôi dây hàng Nhật, hàng hiệu Imapron. Imalet đây, hiệu của nó đây nha anh em, thông số của nó đây nha. Rồi anh em gần xa mua cái bếp về để nhậu thì cứ việc liên hệ quý nha. Số điện thoại thông tin rồi để quý để phần mô tả, anh em chịu khó vô đó ngồi xem địa chỉ bãi của quý cũng như số điện thoại liên lạc Zalo nha. Rồi. Con bào Makita này dùng điện 100W nha anh. Con này rất là đẹp nha, rất là mới. Rồi nó bị cắt dây thì em sẽ ra dây mới cho anh nha. Giờ anh chỉ việc ghim xài thôi. Nhớ là dùng điện 100W. Rất là bén, lưỡi rất là mới, máy cũng rất là mới, chạy rất là im anh nha. Con này là vừa hút vừa thổi anh ha, mình chuyển chế độ chỗ này ha, muốn thổi là thổi, muốn hút là hút ha, chuyển chế độ đây, chạy điện 100W, máy hoạt động ok nha, hai tốc độ ha, hai tốc độ ha. Rồi.